Do ảnh hưởng của bão số 4, tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ tối ngày 17 tháng 9. Tại huyện vùng cao Nam Trà My, nơi từng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng làm hàng chục người chết vào cuối năm 2020, hiện đã xuất hiện một số điểm sạt lở tại các khu dân cư và trên các tuyến giao thông. Địa phương đang huy động lực lượng túc trực, theo dõi, khơi thông ách tắc rãnh thoát nước và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nguy cơ cao. Nhiều vị trí các huyện Nam Trà My nguy cơ sạt lở rất cao, đất đá đổ xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân miền núi. Hiện các hộ dân tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My được sơ tán đến nơi an toàn vào dạng sáng ngày 19 tháng 9. Các phương tiện cũng được huy động để phục vụ công tác thông tuyến. Cuối giờ ngày 18 tháng 9, tại hai trạm đo mưa trên địa bàn xã Trà Leng, huyện vùng cao Nam Trà My, đều vượt mức trên 100mm. Hiện xuất hiện một điểm sạt lở ta luy dương tuyến DH1 phía sau nhà ăn trường trung học cơ sở Trà Leng. Hệ thống phát thanh của huyện Trà Nam Mi liên tục phát cảnh báo lượng mưa tiếp tục gia tăng, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Trên địa bàn các xã Trà Dơn, Trà Giòn, Trà Vân, lượng mưa đo được đều vượt trên 130mm. Nhiều khu vực mưa lớn làm ta luy dương trôi tuột, đất rơi từng mảng, nước bên ngoài bị ép tràn vào cả nhà người dân và lớp học để đảm bảo an toàn, học sinh tại điểm trường này được cho nghỉ học trưa nay. Tiếp tục những ảnh hưởng của bão số 4. Sáng nay, ngày 19 tháng 9, tại tỉnh Quảng Trị có mưa to, riêng tại đảo Cồn Cỏ có gió cấp 6, cấp 7. Tỉnh Quảng Trị triển khai phương án sơ tán dân tránh bão và mưa lũ có thể xảy ra sau bão. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị có công văn yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh mưa bão. Sau một đêm tạnh mưa, sáng sớm nay, tại tỉnh Quảng Trị, bắt đầu có mưa to trở lại. Có lúc mưa rất to theo từng đợt, một số địa phương ven biển có gió mạnh. Riêng tại huyện đảo Cồn Cỏ, gió cấp 6, cấp 7. Tại huyện miền núi Đắc Rông, trời mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 90mm đến 120mm, làm ngập một số các xã như Tà Rụ, A Ngo từ 0,3 đến 0,5m. Chính quyền địa phương, cử lực lượng công an, dân quân địa phương tiến hành rào chắn, đặt biển cảnh báo và chốt trực hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị có công văn yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh mưa bão, hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách. Đến sáng nay, ngư dân các xã ven biển tỉnh Quảng Trị đã đưa tàu thuyền vào neo đậu tại các âu thuyền để tránh bão. Chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp với bộ đội biên phòng tuyến biển giúp dân chẳng chống nhà cửa, cất giữ ngư cụ, đảm bảo an toàn trước khi bão về. Bà con đang ở trong các ngôi nhà cấp 4 không đảm bảo an toàn, sẵn sàng sơ tán sang trú tránh tại nhà kiên cố khi có lệnh. Tỉnh Quảng Trị đã lên phương án sơ tán, di rời 2.400 hộ với 9.700 người ở vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đến nơi an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, ra soát công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ. Người dân dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 đến 10 ngày, chủ động ứng phó với diễn biến bão, mưa lũ kéo dài. Từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 19 tháng 9, sân bay đồng hới tỉnh Quảng Bình sẽ tạm dừng khai thác để ứng phó với bão số 4. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 4, gồm Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng hàng không Chu Lai và Cảng hàng không Vinh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng Cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc, Quá trình kiểm tra cần xử lý kịp thời nếu phát hiện các hư hỏng, đảm bảo an toàn cho các công trình, đài trạm. Đảm bảo an toàn cho các hoạt động khai thác tại cảng hàng không sân bay. Đồng thời, bố trí trực 24 trên 24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp an toàn. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo cơ quan khí tượng hàng không thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin khí tượng để báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không xem xét quyết định việc khai thác tại các cảng hàng không đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho các cảng hàng không, các hãng hàng không và cơ quan đơn vị liên quan. Hiện nay, cảng hàng không đồng hới đã triển khai giảng chống các hạ tầng, trang thiết bị phương tiện, nạo vét hệ thống thoát nước, ứng phó cơn bão số 4 với phương châm 4 tại chỗ, tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng đưa sân bay trở lại khai thác khi kết thúc ảnh hưởng của bão. Từ đêm qua đến sáng nay, ngày 19 tháng 9, nhiều khu vực từ miền núi đến đồng bằng ven biển Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đều có mưa, có nơi mưa to. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày hôm nay để đảm bảo an toàn trong mưa bão. Theo dự báo, trên đất liền ở tỉnh Thừa Thiên Huế, từ hôm nay đến ngày 20 tháng 9 có mưa to, mưa rất to, gió giật mạnh, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét, sạt lở trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện An Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, ngập úng tại các thị xã và thành phố Huế. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, các địa phương đã lên phương án di rời hơn 16.000 hộ với hơn 52.100 khẩu. Rút kinh nghiệm từ các đợt mưa lũ năm trước, thành phố Huế và các địa phương sớm thông báo đến người dân chủ động các phương án phòng chống mưa bão và ngập lụt. Tại khu vực ven biển, các lực lượng quân sự, dân quân địa phương giúp dân neo đậu tàu thuyền, răng chống nhà cửa. Đặc biệt tại khu vực đô thị, khu dân cư trũng thấp, công bố bảng đồ các tuyến đường cao giáo, đậu đỗ ô tô khi mưa ngập. Người dân các vùng trũng thấp cũng chủ động kê dọn đồ đạc lên cao để hạn chế thiệt hại thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thông báo đến toàn thể giáo viên, học sinh nghỉ học vào ngày 19 tháng 9 để phòng tránh bão lũ. Là một tỉnh được cảnh báo nguy cơ cao trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế và người dân đang chủ động đưa phương tiện đồ đạc lên chỗ cao giáo tránh mưa ngập. Từ chiều tối ngày 18 tháng 9, nhiều chủ phương tiện ở các khu dân cư trũng thấp tại thành phố Huế đưa xe ô tô lên các tuyến đường cao giáo tránh nước mưa ngập. Rút kinh nghiệm từ đợt mưa ngập năm ngoái, năm nay, thành phố Huế sớm xây dựng và công bố bản đồ các tuyến đường đậu đỗ phương tiện khi xảy ra ngập lụt để người dân nắm biết giảm thiểu thiệt hại khi mưa ngập. Tại các địa phương trũng thấp, ven sông, ven biển, khi hay tin mưa lớn, người dân cũng chủ động di rời đồ đạc lên nơi cao giáo. Tại khu vực ven biển, người dân chủ động đưa tàu thuyền neo đậu trú tránh, răng chống nhà cửa, cây cối, đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội sẵn sàng phương án ứng phó, giúp dân phòng tránh mưa bão. Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế, từ chiều tối ngày 18 đến trưa ngày 20 tháng 9, có mưa cường độ mạnh nhất. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 450mm. Mưa lớn khả năng gây ngập lụt, lũ quét sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện An Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, ngập úng tại các thị xã và thành phố Huế. Để chủ động ứng phó, các địa phương đã tổ chức giả soát lên phương án di rời hơn 16.300 hộ với hơn 52.100 khẩu.